Chào các bạn nha, ngôi nhà của cô Sen hôm nay là xong rồi. Hôm nay Hà quay lại cho các bạn coi nha. Đây, nhà của cô Sen làm mái vòm, cửa kính, mái cửa đồ làm rất là chắc chắn. Tại vì ở đây nó gió quá các bạn ơi, đây gió quá. Đây, cửa. Cửa nha các bạn. Nay thì cũng mới khánh thành xong thôi. Cửa như này. Chốt khóa cửa đầy đủ. Phía trong nhà. Nhà thì mua ấy rồi nhưng mà chưa có rảnh để quét các bạn. Chưa có rảnh để tôi. Đây, có làm cho bà phòng luôn, làm phòng cửa chốt luôn. Tất cả trong nhà thì lót gạch bông hết đây, có gạch bông cửa sổ chớp đầy đủ. Làm hai phòng. Đây, cửa sổ mới làm xong luôn các bạn. Phòng đây là phòng cô Hiếu. Hiếu không đứt phòng của Hiếu. Hiếu thì không có vệ sinh được cho nên là phải làm thoáng các bạn. Đây căn nhà phía trước này các bạn. Chạy dài luôn. Đây có hai cửa sổ. Bên này thì có hai cửa sổ nha các bạn. Đây là cái nhà cũ của Hiếu. Đây Hiếu vẫn nằm đây, mặt lúc nào cũng cười. Hiếu chào các bạn thế nào. Hiếu không nói được nha các bạn. Đây, Hiếu nằm đây đó. Xung quanh nhà là làm tôn sơn hai lớp nha các bạn. Tôn sơn hai lớp. Bên đây có một cái cửa sổ nữa cho nó mát nhà. Tôn sơn hai lớp rồi sắt thì tôn hoa sen nha các bạn. Mình làm thì mình đây cũng làm luôn cái chốt móc cửa cho bà chứ xong sợ nhiều khi gió nó đẩy một cái là bể kính. Nhà thì hôm nay mới hoàn thành xong. Mình làm sắt hoa sen hết cho nó chắc chắn đảm bảo cho bà. Tại vì làm thì mình giống như mình làm cho Chúa thôi chứ không phải là mình làm theo kiểu ăn bớt công trình nha các bạn. Mình làm giống như mình làm cho nhà mình vậy đó, rất là chắc chắn kiên cố. Cửa nẻo, phòng ốc, ngăn phòng, ngăn đồ. Rồi ngày mai sẽ là bắt điện nữa là xong nha các bạn. Nhưng mà tiếc cái là mình không có đủ tiền để khoan cái giếng. Cái nếu mà có tiền khoan cái giếng thì ở đây này có mấy hộ này các bạn. Đây có mấy hộ sẽ dùng chung được với nhau. Hội thánh thì cũng gần đây nhưng mà chỗ hội thánh thì nó cũng không có nước. Nếu mà mình khoan cái giếng thì có thể là xài chung được hết. Đây là đều đây. Con cái của bà hết luôn. Con cái của bà thì ở nguyên khu bên này. Đây kỹ sư Đức đây. Kỹ sư Đức mới hoàn thành xong ở nhà. Đức làm tốn kém quá các bạn ơi. Bữa sau đừng có ai kêu Đức nha. Đức làm chắc quá. Thôi. Đại diện cho hội thánh tại này đây. Trước khi cảm ơn Chúa. Thì Chúa là thật là tốt lành.
Chúa biết gia đình khó khăn, vì Chúa nhìn thấy trong vài tả khiến anh em cũng như chú Hà đến đây để giúp đỡ cho đây có một cái căn nhà đầm ấm sạch sẽ khang trang như thế này. Rồi thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã có tấm lòng giúp đỡ, và xin Chúa chúc phước lại cho gia đình.